Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là thứ bảy đấy em Min với cả em Na được nghỉ ở nhà này. Và hôm nay là thứ bảy á. Thật ra cũng là cái một cái ngày gọi là nước mình đang đón một siêu bão. Không biết là nhà các bạn là đón siêu bão như thế nào rồi. Nó có kiểu là bão nó có nặng nề hay không? Bạn chị ơi, chỗ em bị mất điện. Chỗ ngay chị có bị mất điện không? Chỗ mình thì bão nó chưa về hẳn đâu các bạn ơi. Bây giờ mới đang mấp mé về thì đang mưa thôi. Chiều. Nhưng mà đã cắt điện luôn rồi. Đúng rồi, chiều thì mình ơi đúng không? Lúc hiện tại bây giờ là mình quay là bão nó chưa về hẳn. Tại vì mình thấy là bão ở trong dự báo thời tiết người ta bảo là tầm chiều thì bắt đầu đổ bộ về tới đây á. Nhưng mà mình thấy rằng á, bão chưa về nhưng mưa rất là to rồi và gió cũng rất là mạnh rồi á các bạn ơi. Cây cối ở xung quanh nhà mình bây giờ nó rơi gãy rụng nhiều rồi á. Lá cờ. Đây mình cho các bạn xem đây này, khung cảnh mà bão ở xung quanh nhà mình nha. Đây mấy cái lá cờ mà mình trăng này hôm 2 tháng 9 thì bây giờ là mình vẫn chưa lấy vào này. Nhưng bây giờ là nó đang cuộn xung quanh hết rồi này. Và các bạn nhìn thấy là không biết là nghe rõ. Ở cái phía đầu này này gió nó rất là mạnh luôn hả? Cái gì đó? Na mát hả? Cái khu của mình ấy thì ra là cũng mình ở Bắc Ninh thì ra là nếu mà bão ảnh hưởng thì chắc là cũng sẽ không ảnh hưởng nặng mấy đâu. Nhưng mà hiện tại là mưa cũng to quá rồi. Gì vậy? Cẩn thận ướt đồ nhớ chưa? Đây là cái ở bên cạnh này này. Đây này, các bạn nhìn này. Cây cối là lá nó rụng hết sạch này, nó rụng cả cành luôn rồi các bạn ơi. Mà đây là bão còn chưa về hẳn nhé các bạn nhá, mà nước nó đã ngập này rồi. Nước ở các ao bây giờ là nó cũng ngập lên gọi là gần tới bờ luôn rồi á. Khéo tí nữa này lại tắm ao không? Tắm bờ không? Tắm ở đường á? Bờ. Có à. Nhưng mà hôm nay bão rất là to, mình sẽ không tắm ở đường được ở đường đâu. Chỗ này ngày nào nó mưa nó cũng bị ngập. Đây là chỗ mình là mưa từ gọi là đêm hôm qua rồi. Mà bão chưa về hẳn, bây giờ là từ giờ đến chiều là chờ xem là bão về nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Nhưng mà một số nhà là mình nghe đâu còn bảo là bay cả nóc rồi á. Đi rửa tay không? Thôi mẹ không rửa tay đâu. Cô ơi, gió ngoài kia đang mạnh lắm. Đúng rồi. Ôi các bạn ơi, mình thấy như là bão đang về rồi các bạn ạ. Cái phía đằng sau mình á, bây giờ nó nổi dông lên á. Bão nó rất là mạnh luôn đây này. Cái chị ơi, vừa em nhìn thấy một cái lá bị bay. Đây là đấy là do gió nó cuốn thôi. Mà mình thấy á, nếu mà bão thì tất cả mọi nhà đều lo luôn á. Vừa nãy là trong tim mình có bạn cua bạn nhắn tin cho mình bảo là bây giờ ở trong nhà con còn phải làm một cái nhà tránh bão nữa. Là ý là cái nhà của cua là có rồi, nhưng mà cua còn phải an toàn hơn là làm thêm một cái nhà chống bão nữa. Này mấy đứa có biết là nhà chống bão của cua như thế nào không? Không. Bây giờ là mình sẽ gọi điện cho cua thử xem là các bạn cùng xem là nhà chống bão của cua sẽ thế nào nhá. Ê, để bây giờ là mình sẽ gọi luôn xem nào. Gọi luôn. Gọi luôn là xem tình hình cua như thế nào. Đâu cho con xem. Đây từ. Đây mình ngồi đây luôn này. Đây rồi đây. Alo cua à. Cua làm nhà như thế nào đấy? Cua nhà chống bão của cua ra sao rồi? Nhà của cua bị gió bão ra đi cuốn lé rồi. Ôi trời ơi. Vừa xong mà đã bão ra hết rồi là sao? Ở đâu? Mình đang nói chuyện với cua các bạn ơi. Nhưng mà hơi mờ quá, cua có ánh sáng hay tăng lên nó không nhìn thấy gì luôn á. Hình như rồi. Vừa từ chụp ảnh khác mà bị sụp rồi à. Chắc vào nước vào nhà. Nana cầm cho cô Hà cái máy này đó. Ôi, nước vào nhà. Đây cầm này. Các anh chị ơi, nhà cua bị nước vào nhà. Không phải nhà cua bị nước vào nhà. Đây là cuốn á. Đây bây giờ là cua sẽ xoay xung quanh nhà này thử xem là nhà của cua, cái nhà chống bão của cua như thế nào. Được chưa? Đây nhà mình đang chờ xem nhà cua. Mình bao sụp hết nóc rồi. Mình vào gọi ông bán hàng con, gọi bà bán hàng đi. Đâu nhà đâu? Mình quay bị tối quá, nhìn không nhà rõ. Đây. Đâu cái nhà đâu? Mất điện, nó không bật được điện. Trời ơi. Ơ vừa nãy thầy chụp ảnh chụp mà nằm ở trong cái chỗ nào mà? Vâng, con nằm trong chỗ này này, nhưng mà sụp rồi hả? Thổi bay nóc nhà rồi. Trời ơi, gió nó thổi vào tận bên trong luôn các bạn ơi. Vừa nãy là mình thấy thấy chụp ảnh cua mà giống như là một cái chuồng chó luôn đó các bạn ơi. Cua này nằm lập thỏ ở phía bên trong. Mình đang bảo là để cho các bạn xem là cái chuồng chó của cua như thế nào. Cuối cùng bây giờ là sập luôn rồi. Các bạn biết cái chuồng chó mà như các bạn mà kiểu là chó cảnh được chủ dựng nhà cho ấy. Cua y chang luôn. Nhưng bây giờ sập không hả cua? Y chang. Không y chang á? Dạ. Thế nào đẹp hơn hả? Vâng.
mình trêu thôi, đấy là kiểu nhà đồ chơi cua nghịch đó, chứ không phải chuồng chó, đấy là mình trêu nhé các bạn nhá. Nhưng mà cua quay xung quanh nhà cua rồi xem là bão nó ảnh hưởng gì đến nhà cua chưa, nhà cua có bị kiểu rụng cây rụng cối gì không? Không. Không hả? Lá rồi. Ờ, quay lá quay sân đây. Quay mặt đằng sau rồi xem nào. Đây rụng lá đầy sân này. Đâu đâu xem nào. Ôi rồi, các bạn ơi, các bạn thấy ở nhà cua kìa. Nhà nhiều cua lắm. Bây giờ là lá nó cũng y chang nhà mình luôn, lá ở nhà mình ở ngoài đường. Lá trong ra ngoài các anh chị ạ. Cái cây này là cây nhãn nhà cua hả? Đúng rồi, cây nhãn với cả cái cây xoan này bên cạnh này. Ờ, ờ, ờ. Thế là nói hết hả? Na ngồi xuống đi Na. Nó thổi, gió nó thổi mạnh quá, lá rụng hết luôn. Uầy. Các bạn ở nhà các bạn có bị cây cối hay là những cái đồ vật xong nồi hay gì mà cơn bão này nó làm quăng quật đi hết không? Mình thấy hiện tại là bão nó chưa về hẳn mình, thế nên là mình chỉ thấy là những cái cành nhỏ của cây nó đang bị rụng này, sau là những cái lá nó đang rụng ở ngoài đường này. Thế ra là mình cũng chưa biết là sức bão mà khi mà nó về hẳn thì là sức bão nó mạnh nhất là như thế nào. Con thấy có cái lốc xoáy cơ, nhưng mà chỗ mình không có lốc xoáy. Vừa con xem trên video trên Facebook ấy, có cái đường Hà Nội sao còn đổ cây đè lên cái người nào đi qua mà. Đúng rồi, ở Hà Nội là ngày hôm qua đã có rồi, xong bị đổ 2.000 mấy cây cơ mà. Xong từ sáng nay lại Hà Nội là hôm qua gió lên rất là mạnh luôn các bạn ạ. Như ở Bắc Ninh mình là từ hôm qua có gió lên nó cũng mạnh, nhưng mà hình như là người chưa có vấn đề gì cả. Người chưa sao hết. Quan gì rồi? Quan lảnh á. Thế thôi nhá, nhà chống bão của cua bị đổ rồi nên cúp máy tại đây nhá. Các bạn ơi, các bạn bye bye cua nhá. Các bạn ơi chào cua nào, bye bye cua nhá. Bye bye. Rồi rồi Min tắt máy cho mẹ nào. Úi giời. Bye bye. Đó, vậy là vừa này là mình gọi điện cho cua đấy các bạn ơi. Vậy là nhà cua vừa lấy cua chụp cho mình cái ảnh gọi là những nhà của cua đó. Nó được dựng lên bằng những cái kiểu là cái gì nhỉ? Cái lót kiểu lót sàn hay là gì á. Thế là bây giờ là cua phá tan hết ra rồi. Ôi, bây giờ là bão nhất này thì làm gì nhỉ? Đưa vào túi cho cô Hà. Cô Hà ơi, răng này của con bị lung lay rồi. Cái gì? Răng lung lay hả? Vâng, răng này nè. Răng lung lay, thế thì đi nhổ thôi. Không, nhưng mà trời mưa như thế này với cả đi sợ là. Sao mà phải sợ? Ê, đúng rồi, trời hôm nay đang mưa to mà tí nữa sợ là bão nó mạnh hơn. Thế hay là nhổ tại nhà đi. Nhổ tại nhà được không? Nhờ Nam giờ Na đã nhổ tại nhà giờ chưa? Nhưng mà sợ đau lắm. Không đau đâu, yên tâm có cô Hà ở đây đau. Rồi. Hồi xưa mà răng cô Hà là toàn tự nhổ tại nhà chứ có ấy đâu, có ra quán đâu. Nhưng bây giờ là mình sẽ phải kiểm tra tình trạng răng của Na nhá. Trời ơi, răng Na lại lung lay đúng lúc vậy. Đâu. Đâu để cô xem nào. Đâu răng lung lay đoạn nào? Con lung lay thử xem là cái cho anh chị xem nào. À, Na cái răng này đã thay chưa? Chưa hả? Răng này chưa thay. Có cái răng này đang lung lay hả? Con lung lay lại xem nào. À, đây là cái răng của chai Na đây. Em Minh Vy bảo là chị Na cắn vào răng ơi. Cắn vào quạt xoài thì răng nó sẽ ra đúng không? Nó ra vào đây luôn. Các bạn ơi, các bạn ở nhà có tự nhổ răng không? Cái mình biết là cái tầm tuổi của các bạn bây giờ là ở nhà rất ít khi tự nhổ răng, hầu như là toàn ra nha xoa thôi. Nhưng mà bây giờ là cho Na thử nha. Bình thường là ví dụ như người ta mà răng sắp rụng mà người ta ăn quả chuối là nó còn rụng ở tại ấy cơ mà. Rụng ở tại quả chuối luôn mà. Thế bây giờ là cho Na ăn thử đi, Na cắn đi. Na cắn quả xoài để răng nó ra thì đỡ phải ra bác sĩ. Cắn đi, cắn mạnh lên. Cắn đi. Con cắn đi thì là răng nó sẽ ấy luôn. Cắn mạnh vào. Các bạn ơi, các bạn cổ vũ cho Na cắn nha. Để em cắn. Không thì đưa qua Hà giật cho, kiểu con cắn cái không qua Hà giật một cái luôn. Đây, thế cho em Minh Vy cắn thử. Em Minh Vy là hôm trước là đi nhổ bốn cái răng là mình có quay rồi. Đây này, cắn sập một cái như này này. Cắn thử ra. Con có cái răng đấy. Con răng ở lại của con dốc. Nhưng mà chắc bị dụng. Răng con không lung lay thì con không gãy đâu. Chỉ sợ răng bị lung lay bị gãy thôi. Thần sơn răng con không được. Không được, cho anh chị Na đi. Chị Na thế nào? Cho chị Na ấy thế nào? Không được. Con phải cắn một miếng chứ. Đừng quá. Ôi rồi, cắn mà còn cắn không vào đúng cái răng. Đây này, con cái răng này là răng lung lay mà. Xong cắn vào khu này, con phải cắn vào giữa chứ. Đau. Đau gì, hay là dùng cách khác nhá. À, con biết rồi. Hôm trước là cô có xem một cái video á, là có một bạn nhỏ, bạn ý buộc cái dây chỉ vào trong răng ấy, xong là bạn ý buộc cùng với cả một cái chai nước, đấy nước lọc hay nước ngọt tùy, xong là bạn ý ném cái chai nước đi, thế là cái dây chỉ nó giật cái răng đi theo luôn. Hay bây giờ thử cái cách đấy.
là thử cách đấy là con sẽ tự làm luôn, con vứt đi cái thì tóm lại là nó mất răng luôn. Thì mình không kiểu mình không cảm nhận được sự đau đớn luôn á. Sấm to à? Hả? Càng ngày em sấm to nhiều canxi à? Đây không phải sấm mà bây giờ là càng ngày càng gió to. Hiện tại là mình chưa thấy sấm sét đâu các bạn ơi, là mình chỉ thấy gọi là gió thôi. Na, đi ra đây có hàng chuẩn bị thì có hàng chuẩn bị cho Na nhá. Không phải sợ. Cái cách đấy là cái cách đơn giản nhất mà. Thấy đi không thì bây giờ đi ra bác sĩ qua đưa đi. Thế bây giờ chọn đi, nhổ ở nhà hay là ra bác sĩ? Nhổ ở nhà. Ok, thế thì mình sẽ chuẩn bị cái cách kia cho Na nhá. Có biết là các bạn có làm cái cách đấy chưa, nhưng bây giờ là mình sẽ chuẩn bị thử xem là cái răng kia của Na có nhổ được luôn không nha. Đây các bạn ơi, mình đã chuẩn bị cho Na một cái chai nước này. Và đây mình đã buộc sợi chỉ ở quanh cái chỗ lắp chai này. Để bây giờ là cái sợi chỉ này ấy, thì là mình sẽ buộc vào cái răng của Na. Na bây giờ Na chỉ có ơ này, chạy đi đâu kìa. Con bảo cô Hà giúp con cơ mà, không thì cô Hà chở đi ra nha Khoa. Thế thì nào, bây giờ nhá, Na sẽ cầm lấy cái này. Con thử đi. Con thử nhưng mà răng con có lúc này đâu, mình răng lúc này mình mới làm thế chứ. Bây giờ là cái dây chỉ này là sẽ buộc vào trong cái răng của Na. Thôi, răng lung lay thì mới làm, chẳng may con mất răng thật thì sao, nó phải đau lắm đấy. Chị Na là phải răng lung lay thì khi mà mình giật ra thì nó mới đỡ đau. Các bạn ở nhà có dùng cái cách này không các bạn? Há miệng ra, để cô ấy vào đúng cái chỗ răng này này, đây này. Các bạn ơi, đây nha. Mình sẽ sâu vào cái răng chỉ đây này. Đấy, quả ra, con há hẳn ra để cô ấy vào. Sâu đúng cái răng, đây cái răng này là cái răng mà Na sẽ bẻ nhá. Bây giờ mình sẽ buộc lại nhá các bạn nha. Đấy, mình sẽ buộc xung quanh cái chỗ răng này. Đó, từ từ. Phá miệng ra chứ. Nào, rồi, bây giờ là Na chỉ cái việc là bây giờ quẳng cái dây này ra. Quẳng cái dây này ra là cái chai nó sẽ đi xa. Thì là cái răng này của Na là sẽ kiểu nó bay theo cái chai luôn. Để thử nhá. Na thử nhá. Là chuẩn bị này các bạn ơi, để xem. Em Minmi muốn thử hả? Thế nào? Đây, ra. Bây giờ ném, thế Na muốn ném hay là cô Hà ném cho? Không ném. Thế nào, bắt đầu ném lại đây. Cô Hà. Tuột. Trời ơi các bạn ơi. Ném một lần nhưng mà tuột các bạn. Thế nào? Cái răng là vẫn nguyên si mà dây nó tuột mất. Kiểu này phải ném chặt hơn, phải buộc nhiều lần Na. Đây, cô Hà buộc lại nhiều lần. Con muốn ném á, ném cho chị Na. Bây giờ lần này là mình sẽ phải buộc mạnh, buộc nhiều nớp hơn. Há luôn ra. Há to ra. Để coi. Đây, há to ra. Ấy, để cô Hà quấn vài vòng. Cô Hà quấn vài vòng. Để cô Hà quấn vài vòng nha. Mi nên cứu chi. Gì mà phải cứu. Đấy, há ra thế nào? Há ra cho các anh chị xem là đã cực quấn chưa? Đây các bạn ơi, mình đã quấn vào cái răng rồi này đấy. Cái dây chỉ đã được quấn vào răng Na rồi nha. Bây giờ sẽ buộc thêm lần nữa này. Lần này sẽ buộc thật là chắc tay này. À, há ra. Em nào. Đó, bây giờ là chắc chắn là kiểu này là sẽ chắc như này rồi, ơi, mấy lút rồi. Chắc như này là đảm bảo lần này lém là mất răng luôn này. Gì đó. Na không phải mất tiền đi nhổ răng. Na không phải mất tiền đi nhổ răng. Con vừa cái phát vừa nãy là con ném mạnh như thế mà phát này tao không ném. Sao vậy? Cảm giác nếu mà ném thì nó sẽ sao nhỉ? Các bạn nghĩ là cái dây chỉ bây giờ đã buộc chắc với cả răng rồi, bây giờ ném cái chai này liệu lần này nó có mất răng không? Na thử đi, chai Minh Vi thử. Không. Thế bây giờ thay đổi ý kiến rồi à? Thế bây giờ ra nha khoa hay là ở nhà làm? Ở nhà làm đi, vứt đi. Bây giờ con chỉ cần vứt cái chai này thôi là răng nó sẽ ra. em là lung lay luôn các bạn ạ. Em là sợ không dùng cái chai. Thế không dùng cách này à? Thế có dùng cách này không? Không. Em Na bảo không muốn dùng cách này các bạn ơi. Thế đưa há mộm ra để qua Hà cắt ra cho. Em Minh Vi đấy, Minh Vi thích ném. Trời ơi, cái này nó sát với răng rồi. Răng của chị. Cho con lén đi. Nhưng mà răng của chị Na mà. Nhưng mà Na, bây giờ cô Hà không bỏ được dây chỉ ra rồi. Ôi bây giờ dây chỉ nó dính liền với cả răng của Na rồi. Bây giờ không bỏ được ra làm nào bây giờ? Giờ chỉ lém cái là cả chỉ cả răng ra. Bây giờ chỉ cần ném cái là cả chỉ cả răng ra luôn thôi. Mình hồi xưa là mình nhổ răng mình chưa làm cách nào này bao giờ ấy. Mình nhớ là hồi xưa mình nhổ răng kiểu gì mà mình nhổ mà về sau không nhìn thấy răng đâu nữa. Là không biết là răng đã chui vào trong bụng mình rồi hay là nó mình đổ mạnh quá nó vứt ra ngoài lúc nào không biết cơ. Nhưng mà mỗi lần nhổ răng xong thì Na có cầm răng về không? Nếu mà nhổ nha Khoa, để đấy luôn hả? Em Minh Vi nó hồi trước cầm về là em Minh Vi được cô Tiên Xanh tặng cho cái gì?
một con thú bông. Một con thú bông, thế Na đợt này nhổ ở nhà, khi cô Tiên Giang cũng tặng quà đấy. Thế thôi đưa quà giúp nào, thế không nhổ gì. Thế đợi khi nào mẹ đưa ra nha Khoa nhá. Na sợ nhổ ở nhà rồi, căn bản là mấy cái răng ấy toàn nhổ ở nha khoa thôi, rồi đây nhổ ở nhà sẽ không nhổ được. Thôi để cô Hà lấy cái đồ cô Hà cắt cho, chứ bây giờ là đây này bạn buộc sâu vào phía bên trong này rồi, bây giờ còn rất không rất được, chỉ còn dùng cái kéo bấm thôi. Bây giờ cắt như này thì nó vẫn hình tròn à? Không, cắt ở ngay cái phần khúc này này, phần khúc cô Hà buộc dây này thì nó sẽ ra, hiểu không? Ê, bây giờ là mình sẽ nhưng vào kia để kiếm đồ mình cắt cho. Cắt vào, vào môi của chị Na nha. Sao mà cắt được vào môi? Trời ơi, không cắt được. Chỉ một cái môi trên thôi, môi dưới vẫn để. Thế thôi, đây quà cắt cho, xong là bao giờ gọi mẹ ra đi nhổ răng. Tướng thế nào? Tướng ở nhà tự nhổ được hay là dùng cái khác? Bây giờ là cô không lấy được dây chỉ thì mình lấy cái búa đi. Trời như thế. Cho con chỉ làm đi. Na, ui dồi. Con cả cái chai rồi. Thôi đi vào đây để cô Hà cắt cho. Các bạn ơi, vậy là mình đã cởi cái dây ra khỏi răng của Na rồi này. Chả Na quá, đáng nhổ từ vấn đấy là răng của Na là coi như là rụng rồi đấy. Mẹ đỡ mất tiền là đi ra cho nha khoa. Thế mà không dùng cách đấy chứ, đúng không? Ê, chỗ mình bây giờ tạnh mưa rồi này các bạn ơi. Ở phía bên hiện tại là cái phía bên ngoài là trời nó đang rất là quang luôn mà nó tạnh mưa luôn rồi này. Cô Hà, hả? Cái gì á? Là bây giờ thì cho gió nó mạnh nhưng mà nó bay cái răng đi luôn. À rồi, thế là phải há mồm ra các bạn ơi. Na bây giờ là đang muốn là há mồm ra để cái gió nó tạt vào lấy răng luôn. Hử? Cái gì á? Đâu ra làm theo Na nào, Na làm gì? Các bạn ơi. Na bây giờ đang há mồm ra để cho gió nó luồn vào để thổi cái răng đi. Dù gió nó mạnh đến mấy thì là răng nó cũng không thể là bay được đâu các bạn ơi. Sao có xuyên răng tặng quà à? Ờ thì bây giờ gió nó bay thì cô sẽ răng tặng quà nha. Bây giờ chỗ mình đang tạnh mưa các bạn ạ. Bão nó chưa về hẳn các bạn ơi. Nó hiện tại là mình chỉ đang những cái kiểu cơn gió bình thường thôi. Ở đây, ở đâu chỗ ngập đâu mà ngập. Na bị nhìn nhầm hả Na? Đây là cây cối ở đây, hiện tại là chỗ này là cây cối bây giờ nó đang rung cảnh hết rồi. Mà bão nghe đấy vẫn chưa về, phải tầm đến chiều tối bão mới về cơ các bạn ơi. À con chị ơi mát quá. Con chị ơi lạnh quá. Người thì mát, người thì lạnh là sao? Các bạn ơi nhìn gió này, đây này. Đây, đây nhá, giờ đây là bão chưa về các bạn ơi, ôi rồi. Rồi, bay luôn người mất rồi á. Cái chỗ bão này, cái cơn bão này mình biết là một số vùng nó kiểu là tâm bão nó về tới nơi ấy, thế là kiểu là nó có những hậu quả rất là nặng nề. Nhưng mà chỗ ông mình nghĩ là nếu mà bão có về ấy, thì nó chắc là nó cũng kiểu là về giảm rất là nhiều rồi. Việt Nam không bao giờ có lốc xoáy luôn. Việt Nam có chứ, đâu chả có lốc xoáy, chẳng qua mình không nhìn thấy thôi. Ôi nhìn này, thôi mấy đứa đi về đi, mấy đứa ơi đi vào đi. Các bạn ơi, bây giờ là mình sẽ cho hai cái bạn này đi vào nhà nhá. Để tí nữa mà tâm bão về mạnh nhất thì mình sẽ quay cho các bạn xem là ở chỗ mình là khi mà bão về thì nó sẽ như thế nào nhá. Thôi bây giờ đi vào nhà đi con. Đang tạnh mưa mấy bạn mới ra ngoài, trời làm gì vậy? Vào phòng, nhanh lên. Nhìn bầu trời khu mình nè, đen khịt, phải chăng bão đã về rồi? Các bạn ơi, hình như bây giờ là mình thấy bão đang về mạnh rồi. Cái cây mà vừa mình quay ấy các bạn ơi, bây giờ là gió gió nó đập hết cả ra. Cái gì vậy? Con ra làm gì? Ra ra chơi. Thôi ra chơi làm gì, con ở nhà đi. Sao đấy? Na mình min mịt, Na mình min vào trong phòng. Ôi ra đây là bay hết ra rồi. Từ từ min từ từ. Min cầm này trong vào trong phòng cho mẹ. Cầm trong phòng đi. Ui dồi. Thế thôi bây giờ chạy vào trong nhà đi. Con chạy vào trong nhà đi. Bố mình bây giờ là phải mang thang ra chặt cái cây ở đầu này luôn này các bạn ơi. Cây này bây giờ là nó đang cái đà đổ mạnh quá rồi này. Là bố mình vừa mới ngủ dậy xong là bố mình phải bây giờ phải mang cái ấy ra để dao ra để chặt cây luôn. Tại vì tí nữa mà bây giờ là bão nó về mạnh hơn rồi, bây giờ mà không chặt ngay á thì tí nữa thì tí nữa thì nó sẽ bị đổ cây mất. Thế nên là bây giờ mình phải chặt hết những cái phải cành phía che bên kia. Ui đúng à, đưa ô cho Minh Vi, bây giờ là mình ướt hết luôn rồi các bạn ơi. Đây này, bây giờ là mưa rồi, bắt đầu là mưa mạnh này. Hai đứa kia đi vào, ở đây làm gì? Đi vào đi, hai đứa đi vào, đây là cái ô ra có ấy được đâu. Đi vào nhà, 3 giây chạy vào nhà nhanh lên, khẩn trương. Đưa cho cô Hà cái ô, xong mấy đứa chạy vào nhanh, khẩn trương. Nhanh lên, ui, mình cầm cái ô nhưng mà cái ô không tải được các bạn ạ. Cái ô bây giờ là kiểu, nó không chịu được. Ê, đây, được chưa bố? Chặt một cành rồi đúng không?
gió mạnh quá các bạn ơi. Mình nghĩ là chỗ mình là ảnh hưởng bão nó cũng vừa vừa thôi các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ mới biết là cái này nó mạnh, nó quá mạnh luôn á. Đây, cái phía đầu này này. Cái ôi cái ô. Ô giờ không đỡ được với cả cái sức gió này các bạn ạ. Đây, bây giờ là bố mình chắc phải chặt nốt cái đoạn này. Ui. Bay người luôn. Cái cây ở đây chắc chỉ có con cây này nó kiểu xiết đồ đấy bố nhỉ. Ôi, cái này nó mạnh quá các bạn ơi. Đây này. Cái ô, bây giờ cái ô mình cầm ấy, cái ô mình cầm để mình kiểu là tránh cái mưa từ cái phía đầu này, vì cái đầu này gió nó kiểu nó về đây á, thì ra là nó rất là mạnh luôn. Ui, bay người các bạn ơi. Nó bay hết người rồi. Ui. Nó bay hết người rồi. Các bạn ơi, mình cho cái ô về cái phía đầu kia nó tạt. Ở đây là có cái nhá. Ở đây có mấy cái cây. Có mấy cái cây thì kiểu nó tránh ấy. Nó tránh rồi ra là mình không sao. Nhưng mà ra cái phía đầu bố mình kìa, cái bố mình đang ở ngoài kia, bố mình chặt kìa. Cái đoạn đấy nó gió nó rất là mạnh luôn á. Không biết từ vừa nãy là các bạn nghe cái gì không nè. Cái cây này. Cây là bỏ ra cái nó bay hết luôn. Có chặt được không bố? Chặt được hết không bố? Chặt để cho nó đỡ đổ gốc. Bố mình phải ra chặt đấy, không là tí nữa nó lật là bay. Ui kìa. Chỗ các bạn là mưa bão nó có mạnh này không? Đúng là bây giờ bão về rồi mạnh quá. Hay là những cái vùng khác nào? Đây là tỉnh Bắc Ninh nhá. Tại tỉnh Bắc Ninh khu vực của mình nhá các bạn nhá. Là bão nó về đang rất là mạnh rồi. Nhưng mà cái khu này kiểu là dân cư người ta ở trong nhà hết, ta không phải ra ngoài đường ấy, hay là cũng không lo gì cả. Chỉ có mấy cái cây cối, một số cây cối thì mình phải kiểu mình phải để ý á. Đây là cái khu nhà mình bây giờ lá nó vương đầy đường các bạn ạ. Này. Cái khu này là lá vương đầy đường hết rồi. Đây này, cái chỗ này nhà mình này. Đây là cái chỗ này là bây giờ là những cái cành cây, cành cái xoài nhà mình này. Giờ nó đổ hết này. Nó đứt, nó đổ hết đây này. Cả một cây lớn nó cũng ấy luôn này, cả một cái cành to này, kia là cành xoài to kìa. Nó bị hất xuống phía dưới này luôn này. Đây là cái mà nhà mình để trên cái mái này. Đây là một cái cành này. Cảm giác như là cành bị chặt luôn á, nhưng mà nó là gãy từ phía bên á, từ phía bên trên. Bố mình vẫn đang ở cái phía ngoài kia. Giờ là các xe cộ mà có đi đường là bắt đầu là phải mê tơi mà chạy về các bạn ạ, vì gió bão nó quá là ghê luôn. Thôi bây giờ là mình phải đi vào. Nana thấy thế nào? Từ vừa nãy chạy ra thế nào? Con có được ra đâu, tìm không phải. Na có ra thì cũng không chống đỡ được, tại vì nó bão mạnh quá. Mình cho ra đây mà cái ô nó lật hết đầu nọ rồi lật hết đầu kia. Không biết tí nữa là tình hình bão như nào nữa. Mong là không bị thiệt hại về cái gì các bạn ạ. Các bạn ơi, bây giờ là 3 giờ. Bão mới về chỗ mình được là tầm 2 tiếng thôi. Nhưng mà 2 tiếng này thì gọi là cây cối ở ngoài này là rụng rời hết cả ra rồi. Mà nhà mình ở bên trong nhà cũng đang gọi là đã gọi là có hậu quả của bão rồi các bạn ạ. Đây là phía trước ngoài đường này, là những cái cành xoài nhà mình ở phía trên thì nó đã rụng lả tả xuống dưới đường rất là nhiều rồi. Còn bây giờ là vào trong nhà nhá. Bên trong nhà thì đây này, những cái lá xoài ở ngoài sân này, cây ở ngoài cổng ấy thì giờ lá nhất là nó bay hết vào trong này này, gọi là bẩn hết cả sân rồi. Bên trong này thì là em Min Vi với cả em Na là gọi là mang cả cái võng vào đây để nằm cho đỡ nóng. Hai đứa nóng không? Còn nóng không? Bây giờ thì có đồ chơi để chơi rồi này. Cái gì vậy? Con đấy nó hỏng rồi, nó không chơi được nữa. Được cá là hai cái bạn này có đồ chơi để chơi đấy các bạn ơi. Có hai sáng ra, sáng không? Sáng lắm đúng không? Còn ở đây bên trong nhà mình này. Bên trong nhà mình gọi là bây giờ là đang phải gọi là chạy bão các bạn ơi. Ở cái phía trên ấy, cái gian này của nhà mình ở phía trên là nó lập những cái bờ đô các bạn ạ. Thế đây là cái phía khu này này. Cái phía khu này bây giờ là gọi là nước nó chảy ra này. Còn mang cả cái chậu vào đây để hứng này các bạn nhìn này. Nước nó gì giả rách này. Đây ướt hết sạch những cái nền rồi. Bên ngoài gió rất là mạnh nhá. Gió bão mạnh vô cùng luôn đây này. Những cái chỗ này là nước nó vẫn đang dột này. Những cái tường nó bị ngấm nước hết sạch rồi các bạn ạ. Gọi là cái cơn bão này là quá là kinh khủng luôn các bạn ơi. Những cái đồ dùng mà ở trong kho nhà mình này các bạn. Những cái đồ dùng ở trong kho nhà mình mà mình sẽ có một cái gian đồ để kiểu là sẽ chứa tất cả các đồ quay ở đấy.
Nhưng mà bây giờ thì mình phải di chuyển hết cả những cái đồ quay ra cái phía đầu này rồi. Mấy đồ quay của mình giờ là xếp lả tả ở xung quanh gian nhà đây này. Để ý này, cái thùng này này, thùng này mình đựng đồ nó còn ướt hết sạch này. Bên trong này cũng là ướt này, đây này. Mấy cái thùng mình để đồ này ướt hết này này. Những cái kiểu là cái thùng cắt tông này bây giờ gọi là nó mủn hết vì nước luôn. Đây là toàn là những cái đồ của mình, bây giờ mình xếp ra đây nhá, để tí nữa mà khi mà bão hết thì mình lau dọn cái chỗ kho để ấy vào. Đây, nước này các bạn ơi, nhìn nghe, nước nó nhỏ giọt từ cái phía trên kia xuống. Đây này, nước nhỏ giọt từ cái phía trên này luôn. Ở phía trên này bây giờ nó ngập, gọi là ngập rồi, nó có một cái lỗ mà thoát xuống phía dưới á. Còn đây là cái phía đi vào trong kho của mình nha. Đây, trong kho của mình này, ướt rượt này. Mẹ mình vừa mới lau cho mình cái khu này xong này. Đây, mấy cái đồ trong kho thì bây giờ là mình cũng phải bỏ hết ra đây này. Trong kho của mình nó ướt hết sạch. Đây này, cái tủ quần áo của mình này. Nhìn cái tủ quần áo này, bây giờ là nước nó vẩy hết ra này kìa. Thấy chưa? Đấy, nước ở trên này, nước nó rất là nhiều này đó. Mình vẩy vẩy ra đây, bắt đầu nước nó sẽ chảy xuống này. Đấy, từ cái phía trên của cái bờ đô này gọi là bây giờ là nước nó bắt đầu nó giả dích. Nó chảy xuống và là gọi là nó ướt hết cả cái khu này luôn này. Đây, đây, đồ kho đây, đấy cái kho của mình đây, ướt nhẹp luôn. Là mấy cái đồ này bây giờ phải vứt lung tung ở trên giá này, để tí nữa mà bắt đầu khô thì mình mới là mình sắp xếp được vào á. Còn nhìn ra cái phía bên ngoài nhá, ở đầu này có một cái cửa sổ mở ra vườn này, mình mở cho các bạn xem. Đấy, gió nó thốc vào, bên ngoài à, đấy bắt đầu mở cửa ra cái gió nó thốc vào bên ngoài là gọi là không nhìn thấy trời đất gì nữa luôn. Vì gọi là cây cối gọi là nó nghiêng nó ngả này. Đây, nó nghiêng nó ngả. Cơn bão này nó quá là ghê luôn các bạn ơi. Mở cửa ra cái là sợ là cái chỗ này tí nó bay hết luôn á. Mình đưa các bạn ra xem cái khu đằng sau nhà mình nhá. Khu đằng sau này thì bố mẹ mình là đang phải là dọn hết tất cả các đồ. Dọn hết tất cả các đồ ở đây rồi. Tại vì cái khu đằng sau này là gió nó cũng rất là mạnh này. Đây là các bạn để ý ra phía ngoài vườn này. Đấy, nước này. Đấy, nhìn cái kiểu là gió như cái cây nó đong đưa, nó giả dích rồi là khủng khiếp luôn á. Đấy, đây là bão mới về nhá các bạn nhá. Bão mới về tầm 2 tiếng thôi. Còn bây giờ từ giờ đến tối còn không biết là bão nó sẽ kiểu là có sức tàn phá như nào nữa. Mong là cây cối là không sao. Ở ngoài kia là mẹ mình còn trồng rất là nhiều rau nữa kìa. Ông bà bây giờ là đang lo lắm các bạn ơi. Tại vì lo là sau cái vụ này á, là kiểu là rau á thì nó sẽ bị là nát hết, nó hỏng hết luôn ấy. Đó, ghê không? Các bạn ơi, bão càng ngày càng mạnh. Thế nên bây giờ là nhà mình, bây giờ là bố mình sẽ đang cần phải dùng cái bao á, xong mà dồn nước vào này, sau đó là để lên trên bờ đô ấy. Thế ra là bão nó cũng về đây là cũng không biết là hôm nay nó sẽ về. Nhưng mà thế ra là ở cái khu Bắc Ninh này bình thường là nếu mà bão về đây thì nó cũng sẽ không, hậu quả nó sẽ không nặng lắm. Thế ra là mọi người là nghĩ là nó bình thường thôi. Nhưng mà vừa nhà bác mình ấy, cái nóc chuồng lợn này thì nó còn bay cả lên. Thế là bố mình nhìn thấy, thế là bố mình về. Bây giờ là bố mình vội đi ra đây, bắt đầu đi về là chuẩn bị là nước vào trong bao nó là mang ra đây, xong là đè lên trên cái mái này này. Ở nhà các bạn có ai mà đè lên trên mái như này không? Đấy, rồi đấy. Ê, bố mình bây giờ là đang kê hết những cái bao ấy ở cái đè cái phía đầu kia kìa, để làm sao á cái mái đầu kia nó không bị tóc lên á. Thế ra là mình cũng để ý là trên Facebook hay là trên TikTok á, có một số nhà, một số nơi là người ta đã dùng cái bao nước ấy, thay vì cái bao xi măng thì người ta dùng cái bao nước ấy để người ta đè bằng cái bao nước này ở trên bờ đô này. Tất cả những cái bên trong cái bao tải này là cái bao mà dồn nước hết các bạn ạ, chứ không phải là bao cát hay là bao xi măng như là mọi khi đâu. Ở đây không có cát thì dùng bằng nước. Không phải đâu, mà năm nay ấy, mọi người dùng bằng nước này rất là nhiều, không giống như mọi năm. Tại vì mọi năm bảo là dùng bao cát không hiệu quả, năm nay dùng nước nó có sức ép hơn. Nhưng không biết là nó chống đỡ như thế nào. Nó đỡ bay hả? Nhiều bao cát mọi năm người ta vẫn bay đấy. Mưa ghê lắm các bạn ạ. Không biết là khu các bạn mưa như thế nào rồi. Mình thấy là càng gần về tối thì kiểu cái gió nó càng mạnh hơn. Đây, cái bên này này. Đây, cái bên này. Càng về tối gió nó càng mạnh nha. Ở cái phía bên một cái số vùng ở xung quanh nhà mình là cây cối nó đổ hết sạch rồi các bạn ạ. Dạ, thêm bao nữa mẹ ơi. Đây, mẹ mình bây giờ là bắt đầu đi vào lấy thêm đấy. Dồn thêm một cái bao nữa. Nếu mà chỉ mỗi bao ni lông là bố mình còn sợ nó sẽ bị rách, hay là phải bọc thêm một cái bao kia nữa các bạn ạ. Ngày xưa ấy, vỡ đê thì mới phải vỡ đê là dùng cát mà đúng không? Bây giờ thì chống bão.
Tại vì chưa có năm nào mà bão nó mạnh như năm nay. Mình với cả bố mẹ mình cũng nghĩ là nó về Bắc Ninh nó bình thường thôi, về khu vực Hà Nội nó bình thường thôi. Nhưng ai ngờ cái gió của nó mạnh quá các bạn ạ. Đây là từ lăng mẹ còn nhỏ cho đến bây giờ. Bây giờ mình có bão mạnh thế đúng không? Vừa mình có bão rồi, bão này là mưa bình thường thôi. Chỗ mình gọi là yên tâm không gì. Thế mà cuối cùng gãy cây, gãy cành đủ hết cả ra các bạn ơi. Nhà các bạn là có nhà nào bị làm sao không? Cũng lo ấy, tại vì bây giờ là để ý là càng tối bão, sức bão nó càng mạnh thì không biết là bây giờ đêm nay như thế nào nữa cơ. Nhà bác Hợp chưa chống bung hết sạch rồi, lẫn hết cả một cái mái. Nhà ông của Na ấy các bạn ơi, nhà ông của Na là cũng đã chống bão rồi đấy, nhưng mà kiểu là chống chưa đủ, hay ra là cả một cái mái nhà, cả một cái mái nhà của chuồng lợn đúng không mẹ? Chuồng lợn, chuồng gà. Ba gian chuồng lợn hả? Bị lật tung hết rồi các bạn ơi, nhà ông Na luôn á. Đấy, nốt cái bao cuối cùng này. Ui, cẩn thận. Đây các bạn nhìn này, gió ghê chưa? Đấy, bố mình bây giờ đang ấy vào cái khu kia nốt. Na ơi, con biết nhà con bị sao chưa? Nhà con như thế nào? Trời ơi, nhà con bị già mời đấy. Nhà con bị lật hết cái mái chuồng lợn rồi. Trời ơi, nhà lật mà vui thế. Nhờ được cái là nhà trong nhà người ở không sao hết, chỉ có gọi là kiểu nhà như của gà của lợn thì mới bị tốc hết mái thôi. Đấy là nhà ông Hợp con ạ, không phải nhà mình. Ba gian tôn đứng hết luôn. Mà giờ đi à? Mẹ đi à? Không, mẹ đi làm gì? Bây giờ là nhà mình phải chống bão để làm sao mà bà đảm bảo an toàn. A few moments later. Các bạn ơi, sau một đêm bão to thì bây giờ là mình và em Minh Vi với cả em Na thì cũng tỉnh dậy rồi này. Các bạn xem nhà của mình này, cây cối gọi là hoang tàn luôn, gọi là nhà mình là lá từ phía bên ngoài đường ấy nó vào hết trong sân này này, nhìn này. Đó, em Na, em Minh Vi là vừa mới tỉnh ngủ xong thì liền đi ra đây để xem xét luôn. Nam anh ra đây, cho anh nhìn cái mặt này. Nhìn cái mặt của Na này. Nhìn cái mặt của Na mới tỉnh ngủ này. Nhìn cái mặt của Minh Vi này. Qua một đêm bão thì nhà các bạn như nào, có ảnh hưởng gì không? Đây là cái chỗ mà sân cổng nhà mình nha. Này, cây cối là rụng hết sạch này. Cái phía đường này là bị chắn hết luôn. Ơi, cái đoạn kia nó bị đổ gì kìa. Cái phía đầu kia nó đổ gì kìa. Đầu đấy như nó không đi được luôn á. Đây, cây cối bên cái nhà bên cạnh thẳng nhà mình như này là bay hết cả nóc nhà luôn. Giờ đi sang cái khu bên này nhá. Nhìn cái chỗ cây này, nó tan tác hết luôn đó các bạn ạ. Được cái là kiểu chỗ mình bị, nhưng mà chỉ có cây cối có vấn đề thôi, chứ người không sao hết. Người với cả các động vật hay gì là an toàn hết, không sao. Ở đây cái chỗ này hôm qua mình quay này, cây chuối này bây giờ là như ngả dạ này, cái ruộng ngô này. Mấy đứa sợ không? Nhìn sợ không? Từ lúc tối nha, em ngủ mà em có vẻ đắp chăn cơ. Em nóng mà em có vẻ đắp chăn. Vì sao? Tại mũi cứ đốt em ấy. Mũi đốt á? Thế em Minh Vi ngủ mũi đốt không? Không ạ, em không thích đắp chăn vì nó nóng. Nó nóng hả? Đây ở đây là có cái cột điện nó rơi đây này. Đây ở bên này là cột điện đổ luôn. Cây này, đây các bạn nhìn cây này. Dây điện này các bạn này. Cái chỗ này là dây điện nó đổ hết sạch luôn. Là kính nó bay, cái kính nhà, cái kính ở trên mái nhà nó bay hết cả lên phía trên này. Ôi đây cái cột điện này các bạn này. Cột điện này chắc là ở chỗ này thì ngày hôm nay là chắc là khéo đã chưa có điện được. Hết bão rồi mà chưa có điện được. Ôi cái đoạn nhà chú Hiệp mấy nhỉ? Đoạn này là ấy hết cây luôn, đổ hết cây luôn. Một viên nhà. Cái này nó đổ hết cây, có bị sập tường không? Cái phía bên trong cổng này đổ hết. Đấy nhà chú ơi. Ông ạ. Ở bên trong này đổ hết luôn, mấy cái cây này không ấy được ạ? À? Cây này phải chặt luôn ạ? À? À cây này chỉ chặt ở phía trên đỉnh, tức là vẫn trồng lại được đấy. Trời cây bật gốc luôn. Cái bên ngõ bên này ấy nhở? Ngõ bên này kín thế mà cây nó đổ ghê nhở? Sợ không? Hả? Làm bất ổn. Làm bất ổn á? Nhưng mà thật ra là mình vẫn còn đỡ ấy, chứ nhiều khu khác bão nó về nó còn lấy mạnh lắm. Đó các bạn thấy mình mới đi một đoạn trong xó mình thôi thì đã gọi là bao nhiêu nhà nào để đổ cây nào để bay nóc rồi ấy. Còn cả làng mình thì không biết là tình hình như thế nào cơ. Mình nghĩ là cái trận bão hôm qua nó quá là to thì chắc chắn là thiệt hại cũng sẽ rất là nhiều. Nhưng được cái là mình chưa thấy là thiệt hại về, chỉ gọi là thiệt hại về của thôi, chứ người thì chưa thấy sao. Thì đây là một cái mà kiểu là mình cũng rất là may mắn rồi á. Rồi vlog của mình xin dừng tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.